Trung Quốc hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Cốc Nam, tỉnh Lạng Sơn, từ 18 giờ, phía Trung Quốc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lũng Vài, tương ứng với cửa khẩu phụ Cốc Nam của tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam để tăng để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 khu vực biên giới. Thời gian khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu này sẽ căn cứ theo tình hình dịch bệnh và nhu cầu thông quan hàng hóa qua khu vực này. Theo thống kê của tỉnh Lạng Sơn, đến cuối ngày, cửa khẩu Cốc Nam không còn tồn xe hàng nào chờ xuất khẩu đi Trung Quốc các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tới các doanh nghiệp, thương nhân thường xuyên hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Cốc Nam để dừng đưa hàng lên cửa khẩu Cốc Nam. Theo vụ thị trường châu Á, châu Phi Bộ Công Thương, để giữ cho hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn, Bộ Công Thương đã và đang phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng xây dựng phương án điều tiết phương tiện di chuyển qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn hoặc tới các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng như Tà Lùng, phía Trung Quốc là Thủy Khẩu và Trà Lĩnh, phía Trung Quốc là Long Bang. Các cửa khẩu này hiện vẫn thông quan bình thường. Bộ công thương đề nghị các doanh nghiệp chủ động theo dõi, cập nhật thông tin và trao đổi với đối tác Trung Quốc để thay đổi địa điểm giao nhận hàng phù hợp. Cần coi trọng xuất khẩu chính ngạch như Bộ công thương đã khuyến nghị trong nhiều thông báo trước đây bởi thực tiễn cho thấy vào những thời điểm khó khăn nhất, các cửa khẩu chính và cửa khẩu quốc tế vẫn thông quan bình thường. Riêng đối với nông sản xuất khẩu, doanh nghiệp cần phối hợp với bên mua để phân loại, đóng gói, sử dụng bao bì, nhãn mác phù hợp với yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngay tại khâu sản xuất, đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm huy xuất nguồn gốc và mã số vùng trồng để tránh làm gia tăng chi phí giúp đẩy nhanh tiến độ thông quan hạn chế xảy ra tình trạng ủn ứ tại khu vực cửa khẩu